cao tốc rầm, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng và nhóm lợi ích bao giờ mới tha mạng cho dân. Vào ngày 18 tháng 2, một vụ tai nạn trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn đã khiến 3 người tử vong và nhiều người khác bị thương. Trước đó, giới chuyên gia đã nhiều lần cảnh báo về thiết kế đối với tuyến cao tốc này cho rằng không đảm bảo an toàn. Tờ báo Dân Trí vào ngày 10 tháng 3 đưa tin tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, 2 người chết, 7 người bị thương. Bản tin cho biết một vụ tai nạn xảy ra rất nghiêm trọng nữa vừa xảy ra trên tuyến cao tốc này thuộc địa phận xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, làm 2 người chết. Lại tai nạn thảm khốc trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Lãnh đạo của Ban An toàn Giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết nguyên nhân vụ tai nạn qua xác định ban đầu là do lái xe ô tô khách không chú ý quan sát nên va chạm mạnh với xe tải đang dừng đỗ bên đường. Tai nạn đã khiến 2 người chết, 7 người bị thương nặng và 5 người bị thương nhẹ. Ông Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang của Việt Nam trong ngày 11 tháng 3 đã ký công điện chỉ đạo khẩn trương làm rõ nguyên nhân và khắc phục hậu quả. Công luận cho rằng trong vòng chưa đầy một tháng, cao tốc Cam Lộ - La Sơn đã để xảy ra 2 vụ tai nạn thảm khốc khiến 5 người tử vong. Cao tốc này bị giới chuyên gia đánh giá là đường hẹp, chỉ có một làn chạy và một làn khẩn cấp nên việc lưu thông bị hạn chế, vượt xe không đảm bảo an toàn. Vẫn theo báo Dân Trí, phần lớn cao tốc Cam Lộ - La Sơn không có giải phân cách cứng, chỉ có vạch liền, nhưng tại các điểm kết thúc vượt xe lại thiết kế theo kiểu bó hẹp, nút thắt cổ chai, gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông. Theo giới chuyên gia, nếu căn cứ vào thông tin quy định tiêu chuẩn thiết kế đường cao tốc, rõ ràng tuyến đường này hoàn toàn không đáp ứng tiêu chuẩn của Việt Nam, chứ đừng nói gì đến tiêu chuẩn quốc tế. Một câu hỏi được đặt ra là vì sao liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn thảm khốc trên đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn như vậy? Hiện trường vụ tai nạn mới nhất trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Trên mạng xã hội, một số ý kiến đánh giá cao tốc mà làm thắt nút kiểu như thế thì thà chưa có còn tốt hơn, vì đường cao tốc không có kiểu chỉ có 2 làn và không có giải phân cách, như vậy rất dễ xảy ra tai nạn. Nghiêm trọng hơn, cho đến nay trong tổng số 98,3 km chiều dài của tuyến mới này chỉ mới có khoảng 10 km có 4 làn đường. Đó là lý do các địa phương đã đưa ra các kiến nghị cơ quan có thẩm quyền cần sớm nâng cấp mở rộng tuyến đường này lên thành 4 làn xe. Vào ngày 15 tháng 2 năm 2023, truyền thông nhà nước đưa tin ông Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu dừng đầu tư cao tốc 2 làn xe do lãng phí nguồn lực và thời gian nâng cấp mở rộng. Theo Thủ tướng Chính, tiêu chuẩn đường cao tốc hoàn thiện tối thiểu 4 làn xe, đủ làn dừng khẩn cấp, vận tốc thiết kế 80 đến 100 km/h. Đồng thời, Thủ tướng chỉ thị làm luôn một lúc đỡ tốn kém là chính xác. Nhà báo Linh Hoàng, cựu phóng viên của báo Tuổi Trẻ tiết lộ, Bộ Công an trước đây đã cảnh báo, đồng thời đề nghị Bộ Giao thông Vận tải hạ cấp khai thác đối với cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn vào ngày 18 tháng 2 chụp từ trên cao. Theo đó, vào tháng 10 năm 2023, Bộ Công an đã từng công văn cảnh báo cao tốc Cam Lộ - La Sơn chỉ có 2 làn xe, bề rộng đường 23m, không có giải phân cách giữa, không có làn dừng khẩn cấp, cứ 10 km bố trí một đoạn vượt có quy mô 4 làn xe. Đoạn đường này tương đương đường cấp 3 đồng bằng. Điều đó khiến cho tuyến đường này không phù hợp với việc bố trí lực lượng và khó khăn trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Vẫn theo công văn của Bộ Công an, phương án tổ chức giao thông tạm thời trên tuyến đường này hết hạn từ ngày 30 tháng 6 năm 2023 đến nay, tức là vào tháng 10 năm 2023, chưa có phương án mới để thay thế. Công luận cho rằng khi đưa cao tốc vào khai thác, sử dụng thì vấn đề an toàn tính mạng của người dân phải được đặt lên trên hết, đồng thời tất cả các tuyến cao tốc rộng không đảm bảo chất lượng có nguy cơ đối với tử thần, phải chấm dứt khai thác ngay lập tức. Không thể để Bộ Giao thông Vận tải và Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng chạy theo thành tích và lợi ích nhóm với sự vô trách nhiệm như hiện nay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.d với bản tin cao tốc rộng, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng và nhóm lợi ích bao giờ mới tha mạng cho dân. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d
để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, .d. Vụ án ngân hàng SCB, tội vạ đổ hết cho cấp dưới, lãnh đạo cấp cao vô can. Trong vụ án Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB, bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm bị truy tố với tội tham ô tài sản, đưa hối lộ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về cho vay và hoạt động của tổ chức tín dụng, với mức án có thể lên tới 20 năm, chung thân hay tử hình. Trang thông tin Cà phê Việt Nam vào ngày 7 tháng 3 có bài bình luận: trước khi SCB xảy ra sự cố, từng có 70 lượt đề xuất thanh tra đưa vào diện kiểm soát đặc biệt nhưng không được chấp nhận. Bài bình luận trên trang Cà phê Việt Nam. Bài viết cho biết trong quá trình giám sát từ năm 2016 đến tháng 9 năm 2022, các thành viên tổ giám sát thuộc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố đã có trên 70 lượt văn bản báo cáo đề xuất lãnh đạo các cấp về việc kiểm tra, thanh tra SCB, đưa SCB vào diện kiểm soát toàn diện, kiểm soát đặc biệt nhưng không được chấp thuận. Theo đó, trong đoàn thanh tra tại Ngân hàng SCB có 7 thành viên và 11 thành viên tổ giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh không bị xử lý hình sự mà chỉ bị đề nghị xử lý nghiêm về mặt đảng và chính quyền. Đối với 11 thành viên của tổ giám sát thuộc Ngân hàng Nhà nước không bị xử lý hình sự, theo cáo trạng, họ chính là những người đã có trên 70 lượt văn bản báo cáo mà báo Cà phê Net ở Việt Nam đã đề cập ở trên. Nhưng tất cả các yêu cầu đó không được cấp trên chấp thuận, chỉ triển khai hai cuộc thanh tra đột xuất vào năm 2020 và 2022. Đáng chú ý, phạm vi thanh tra đã bị thu hẹp, không đúng như đề xuất của tổ giám sát cũng như ý kiến chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước. Cuối cùng, các sai phạm của Ngân hàng SCB đã được bao che và gán cho các cá nhân thuộc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh ở Thành phố Hồ Chí Minh và Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng, tức là Cục 2. Cáo trạng của Viện Kiểm sát đã xác định các bị cáo bao gồm Nguyễn Văn Dũng, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Võ Văn Thuần, Nguyễn Thị Phi Loan và Phan Tuấn Trung cùng là Phó Chánh Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Tín, Tổ trưởng Tổ giám sát, đã báo cáo không trung thực về tình trạng của Ngân hàng SCB với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan thanh tra giám sát. Theo cáo buộc, các bị cáo này sau khi kiểm tra kiểm soát đã nhận tiền quà biếu của SCB. Cựu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đương kim Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng, một người có rất nhiều nghi vấn về việc bao che cho SCB. Những bị cáo trên không kiến nghị thanh tra để xử lý các dấu hiệu sai phạm được phát hiện qua công tác giám sát theo nội dung chỉ đạo. Họ cũng không thực hiện thanh tra theo yêu cầu tại 17 văn bản của Ngân hàng Nhà nước, dẫn đến không kịp thời phát hiện, xử lý đối với sai phạm xảy ra tại Ngân hàng SCB. Những hành vi sai phạm kể trên của các bị cáo này đã gây thiệt hại với số tiền lên tới 606.000 tỷ đồng. Theo kết luận điều tra của Bộ Công an, bà Trương Mỹ Lan và một số lãnh đạo của Ngân hàng SCB đã hối lộ cho đoàn thanh tra liên ngành do bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2, Ngân hàng Nhà nước cũng như 18 thành viên trong đoàn để thay đổi kết quả thanh tra và che giấu sai phạm của Ngân hàng SCB. Chỉ riêng cá nhân trưởng đoàn Đỗ Thị Nhàn đã nhận hối lộ tới 5,2 triệu đô la, một khoản hối lộ lớn chưa từng thấy. Công luận nhận xét, chỉ một lãnh đạo cấp cục vụ của Ngân hàng Nhà nước mà đã nhận hối lộ tới 5,2 triệu đô la, thì thử hỏi với cấp độ đã cao hơn, không chỉ riêng hệ thống Ngân hàng Nhà nước, mà bao gồm cả lãnh đạo thuộc các bộ ngành nhà nước như các thứ trưởng, bộ trưởng, các ủy viên trung ương có liên quan, kể cả Tổng Trọng đã nhận bao nhiêu tiền từ bà Trương Mỹ Lan đây. Đó là câu hỏi mà dư luận đặt ra. Phải chăng đây chính là lý do trong thời gian 10 năm trải qua tới 3 đời Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Nguyễn Văn Bình, Lê Minh Hưng và Nguyễn Thị Hồng, Ngân hàng SCB chỉ bị thanh tra duy nhất một lần. Toàn cảnh phiên tòa vụ án Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB. Theo giới thạo tin, việc vụ án Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB theo chỉ đạo từ Bộ Chính trị và Tổng đốc Bộ Công an sẽ không tiếp tục mở rộng điều tra về trách nhiệm của lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cũng như giới chức chính phủ. Vụ án chỉ dừng lại ở lãnh đạo cấp cục, vụ và thấp hơn. Cuối cùng, trăm dâu đổ đầu tằm.
mọi sai phạm đều trút hết cho các cá nhân thuộc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và Cục Thanh tra giám sát ngân hàng tại khu vực phía Nam. Công luận đặt câu hỏi vì sao vụ án Vạn Thịnh Pháp và bà Trương Mỹ Lan được đánh giá là vụ án lớn nhất, gây thiệt hại nhiều nhất chưa từng có, vậy mà chỉ dừng lại việc xem xét trách nhiệm hình sự của các thành viên đoàn thanh tra liên ngành chính phủ cũng như các ban ngành cấp thấp hơn thì có thỏa đáng hay không. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin vụ án ngân hàng SCB, tội vạ đổ hết cho cấp dưới, lãnh đạo cấp cao vô can. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.